Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 305 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 2570, 2571 Ngươi tại sao không phải em dễ ta Tiếng gió gào thét bên tai Rõ ràng vừa rồi bay lên chỉ có là 2-3 mét Nhưng giờ phút này lại giống như là từ trên không trung mấy ngàn mét rơi xuống Không chỉ là giờ phút tốc độ càng ngày càng nhanh Mà lúc đó lực lượng áp bách của không gian bốn phía cũng đã dần dần mạnh hơn Chỉ thấy hoa mắt Chui vào bên trong không gian vặn vẹo giống như là một hạt vừng Sau một khắc đã xuất hiện ở trên một mảnh cỏ xanh như là một tấm đệm Trời xanh mây trắng, cỏ cây um tùm. Hít sâu một hơi, linh khí dư giả tựa như là đứng bên trong một linh mạch để cho người ta có tế bào toàn thân đã kìm lòng không được mà phải nhảy dựng. thánh vực bát trọng, quả thực đúng là không thể nói đi vào. Vừa rồi không gian vặn vẹo cũng chỉ có thể để cho thực lực như bọn họ đi vào bên trong, một khi đã tới động hư cảnh chắc chắn sẽ sụp đổ. Cảm khái xong xuôi, nhìn về phía trước, chỉ thấy đám người viên hiểu đứng cách đó không xa, trong mắt lại mang theo đầy vẻ mê man, hiển nhiên cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Trưởng lão Thánh Tử Điện cũng có không ít người lĩnh ngộ ra không gian sâu sắc, nhưng mà cũng chỉ là bố trí không gian gấp, làm tương tự với hiện thực. Hơn nữa, linh khí nồng đậm như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vị tiền bối lưu lại di tích này đã thu núi sông Linh Mạch vào, nếu như không, làm sao có thể dựng dục bảo vật giống như là động hư hồ lỗ sau lưng vang tới thanh âm lạc huyền thanh cũng ở phía sau đi đến thu linh mạch vào trong không gian đám người viên hiểu líu lưỡi ngay cả trương huyền cũng cảm thấy rất khó tin không gian gấp hắn gặp qua không ít trên người mình cũng có một cái dưới tình huống bình thường đều lại ngăn cách với hiện thực thu linh mạch vào bên trong còn có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí thủ đoạn này quả thực quỷ phủ thiên công làm cho người ta sợ hãi thán phục vậy Lạc Huyền đây có biết cường giả lưu lại di tích này là vị nào không? Trường Huyền nghi ngờ nhìn qua. Sắp đặt di tích lợi hại như vậy, coi như là danh sư đại lục vài vạn năm qua cường giả vô số cũng có thể lưu lại một trang nổi bật. Ai lưu lại? Ta lại cũng không rõ ràng. Nhưng có điều có lẽ liên quan đến Khâu Ngô cổ thánh. Dừng lại một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Khâu Ngô cổ thánh? Trường Huyền sững sờ. Đúng như vậy. Vài vạn năm qua, lĩnh ngộ không gian cao minh nhất, trừ khổng sư cùng với tổ tiên lạc gia chúng ta, cũng lại chỉ có không ngô cổ thánh. Nơi này bố trí tinh diệu như vậy, càng trồng rất nhiều bảo vật tài nguyên vạn năm mới có thể thành thục giống như là động hư hổ lô. Vậy thì trừ hắn, thực sự ta đúng là nghĩ không ra đến tôi cùng là ai. Lạc Huyền Thành giải thích. Trường Huyền cũng giật mình. Khó trách từ khi tiến vào, hắn lại cảm thấy không gian vạn vẹo bên ngoài, có thể dùng cảnh giới bên trong diễn không thiên thư mà suy đoán náo loạn nửa ngày cũng có thể là do vị cường giả siêu cấp đó lưu lại. Lần trước cùng với ý niệm của đối phương trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng đáng tiếc thời gian không dài, lần này đã có khả năng nhìn thấy hắn, tuyệt đối phải thỉnh giáo hắn mới được. Động hư hổ lô ngay phía trước, nhưng có điều trận pháp ngăn trở. Lần trước ta tới đây, nghiên cứu vài ngày, cũng không thể nào vào được. Lạc huyền thăng chỉ về phía trước, đám người lại dọc theo bãi cỏ màu xanh biếc đi thẳng về phía đó quả nhiên họ thấy cách đó không xa ở trên bầu trời có một dòng sông dài treo lơ lửng trong đó có một dây leo dài phía trên kết một hồ lô màu xanh biếc kích thước không lớn lắm cũng lại không nhìn ra được sự đặc thù nhưng mà huyền phù bên trong tường hà để cho không gian tứ phía phát sinh ra vặn vẹo coi như ở trước mặt cũng lại không thể nào ngắt lấy được tựa như đó ở không trung một thế giới ánh mắt mọi người sáng lên lại còn tưởng rằng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không nghĩ tới thứ này khoảng cách lại gần mình như vậy để ta xem một chút Viện hiểu rất tò mò hắn tiến về phía trước một bước đang muốn bay lên ngắt lấy cây hổ lô đột nhiên lồng tờ dựng đứng thân thể mau chóng lui về phía sau bất quá dù rằng như vậy cũng có một chút muộn có một đạo khí tức không biết từ đâu lan tràn tới chớp mắt rơi thẳng vào trên ngực hắn còn không kịp phản ứng người đã bay ngược ra bên ngoài rơi vào sau lưng đám người lăn mấy chục mét mới ngưng lại được khuôn mặt trắng bệch ra nếu như không phải là bản thân hắn phòng ngự mạnh mẽ lại còn thêm phản ứng rất nhanh vậy thì chỉ sợ sớm đã chết ngay tại chỗ đây là trận pháp sao mọi người lại híp mắt vẫn còn chưa tới trước mặt liền đã bị công kích rất rõ ràng hồ lô thoàn nhìn tiện tay có thể hái nhưng mà không phải dễ dàng lấy được như vậy xung quanh che kín đủ những loại trận pháp lần trước ta tới đúng là bị vậy ở chỗ này không cách nào có thể đi vào được lạc huyền thành gật đầu lần trước hắn tới dựa dẫm vào lĩnh ngộ không gian dù rằng khoảng cách tiến lên dài hơn viên hiệu rất nhiều nhưng mà cũng không cách nào có thể tới gần được cái hồ lô đó thực sự giống như là món bảo vật này chỉ có thể từ xa nhìn ngắm không thể nào chạm vào vậy trương sư người có nhận ra đây là trận pháp gì không bích hồng âm nhìn qua trương huyền đây sao đây không phải là trận pháp trương huyền lắc đầu không phải trận pháp mọi người cũng nghi ngờ đây không phải là trận pháp vậy làm sao có thể mới tới gần liền đã bị đánh bay đây chính là một loại vận dụng ở trên không gian có một chút tương tự với phong ấn giam cầm dị linh tộc thực lực càng mạnh gặp phải phản kích lại càng lợi hại hơn nếu như mà không có tu vi công kích chắc chắn là không tồn tại trương huyền giải thích vừa rồi viên hiểu đi qua hắn đã dùng thư viện tra xét cái trước mắt này không thuộc một loại trận pháp nào mà giống như hắn nói là một loại vận dụng trên không gian. Vậy chúng ta phải đầy thấp tu vi. Nhíu mày là khuyên thanh lại nhìn viên hiểu. Ta thử một chút. Mà kệ đúng hay sai cũng nên phải có người thí nghiệm. Viên hiểu đã bị thương chỉ có thể để hắn đi làm. Hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, thoạt nhìn không khác gì một người bình thường. Tu vi đã tới loại cảnh giới như hắn, chân khí nấp ở trong đan điền, không tiết ra bên ngoài mảy may. không khác với thường nhân là mấy, hơn nữa đối phương dùng rõ ràng là một loại bí pháp đặc thù, áp chế tu vi càng thêm triệt để, nếu như không phải là biết trước thì ngay cả mình Lý Chí Nhán cũng lại nhìn không thấu. Phương pháp này thực sự là cao minh. Ánh mắt Trương Huyền lại sáng rực. Hắn đã từng gặp qua không ít người đầy thấp khí tức nhưng mà ở dưới mình lý chỉ nhãn đều sẽ phải lộ ra nguyên hình lộ cực kỳ rõ bí pháp này của đối phương ngay cả chính mình mà cũng nhìn không ra được lại có thể xưng là kinh khủng đây chính là tổ tiên sáng tạo ra bí pháp dùng để sáng tạo ra một không gian gấp phong ấn lại lực lượng thần thức chắc chắn là dò xét không ra thấy ánh mắt mọi người khiếp sợ là khuyên thanh giải thích trong lòng khen ngợi trương huyền gật đầu dặn dò một tiếng sau khi ngươi đi vào mà kệ là nhìn thấy cái gì, không thể nào vận dụng lực lượng. Nếu như không, lực lượng người càng mạnh, người sẽ gặp phải bài xích càng lớn hơn. Không gian trước mắt này cũng giống như là khối gỗ nổi lên trên nước. Người ép càng hung ác, tốc độ bắn lên của nó sẽ càng nhanh, lực lượng phản kích của nó lại càng lớn. Chỉ có một người lực lượng rất bình thường tiến vào bên trong đó mới có thể không bị công kích. Ừ. Lạc Huyền Thanh gật đầu, hắn cắn răng một cái đi thẳng về phía trước phòng ấn tu vi quả nhiên không có gặp phải công kích nhưng có điều mới đi được vài bước vẻ mặt đã trở nên trắng bệch hình như gặp phải đồ vật khó tin gì đó mang theo vẻ sợ hãi tuyệt đối không được thả ra phòng ấn thấy hắn như vậy trương huyền nhíu mày bất quá lời vẫn còn chưa dứt liền thấy vị anh vợ này không nhịn nổi nữa chân khí trong cơ thể phun ra bên ngoài một tiếng nổ vang kịch liệt giống như là viên hiểu vừa rồi ngã bay ra ngoài khóe miệng tràn đầy máu tươi vẻ mặt đã trở nên trắng bệch lạc huynh vội vã đi tới trước mặt lấy ra một viên thuốc chữa thương ẩn chứa thiên đạo chân khí hắn đưa tới ăn dược vật vào Thương thế đã dịu đi được một chút Lạc huyền thanh mở mắt ra rồi lắc đầu khuôn mặt đầy vẻ áy náy ta không sao vừa rồi ta đã dặn dò ngươi không có nên thả ra lực lượng vậy tại sao ngươi trường huyền nhíu mày Hắn đã nói rồi, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng phải áp chế tu vi, không có được phóng xuất ra. Lúc này mới đi vào hai ba cái hô hấp, người đã ném ra ngoài. Tâm tính quá là không trầm ổn. Bên trong Nguyễn Cảnh, ta lại nhìn thấy có một kẻ muốn bắt nạt muội muội của ta, vậy cho nên ta lại nhất thời nhịn không được. Là Huyền Thành lại có một chút xấu hổ. Ban đầu suy nghĩ đi vào bên trong nơi này nhất định phải khống chế lực lượng của chính mình, nhưng tận mắt trông thấy muội muội bị bắt nạt vẫn có một chút nhịn không được. Trường Huyền mỉm cười, không hổ là sủng muội cuồng ma, biết gió huyền cảnh cũng lại nhịn không được. Thực lực của tiểu công chúa lợi hại hơn người nhiều, nàng ấy mà bị bắt, người ra tay có thể có ích lợi gì chứ? Bích Hồng Âm ở một bên lại bĩu môi. Biểu lộ của đám người Vân Liên Hải cũng giống y như nhau. Tiểu công chúa không chỉ là thiên phú rất mạnh, thực lực bản thân của nàng là xuất chúng, quan trọng hơn nữa đó chính là luyện hóa tính không châu, nhất niệm vận chuyển không gian phòng bế thánh vực cửu trọng vẫn có thể tùy tiện mà nghiền ép hắn đây chỉ là thánh vực thất trọng người có thể có ích lợi gì coi như là người muốn bảo vệ cũng là đối phương bảo vệ người mới đúng thực lực của ta lại không bằng muội muội nhưng nếu có người dám khi dễ nàng ấy ta sẽ liều tính mạng mà bảo vệ đó trong mắt là huyền thanh mang theo đầy sự dịu dàng mẫu thân đã mất sớm chỉ có muội muội ta là để cho ta lo lắng thôi quyết không thể nào để cho nàng ấy chịu oan ức được cũng bởi vì như vậy Người lại mới có địch ý với Trương Gia sao Trương Huyền nhìn qua Phải Tiểu thiên tài chó má gì đó của Trương Gia kia Dựa theo thuyết pháp bên ngoài Huyết mạch tinh thuần Quả thực lại là xứng đáng với mụi mụi của ta Nhưng mà hắn quá tự cao tự đại Từ khi thông gia Một lần cũng chưa từng xuất hiện Quả thực là ngạo mạn cực điểm Cái loại người đó Làm sao mà không để cho người ta tức giận lên được Lạc Huyền Thành cũng không phủ nhận Hắn nói Ừ, người này quả như là ngạo mạn. Nhớ tới cái tên gia hòa cướp bạn gái của mình, Trường Huyền cũng là một bụng lửa giận, nhịn không được cũng hùa theo. Nếu như mà hắn cùng với Lạc Nhược Hy đã có hôn ước, khẳng định đã sớm hấp tấp chạy ra bên ngoài, tuyệt đối không giống với đối phương, tự cho mình là thanh cao, giả vờ giả vịt. Đúng rồi đó. Lạc Huyền Thanh nổi giận đùng đùng. Nếu như mà để ta nhìn thấy, nhất định đập nát cái đầu của hắn ừm không sai. Bàn tay lớn vẫy một cái, Trương Huyền Nghĩa chính ngôn tử. Tính ta một người, thực sự lại muốn nhìn thấy, ta cũng đánh hắn răng rơi đầy đất. Ừ, cái này... Nhìn thấy hai người này lòng đầy căm phẫn, thở phì phò. Viên Hiểu và Bích Hồng Âm hai mắt nhìn nhau, đều có một chút choáng váng. Nhất là nhìn về phía cái tên Trương Huyền kia, tất cả giống như là hòa thượng sở mãi không có thấy tóc. Lạc Huyền thành lo lắng cho muội muội của mình trôi qua không hạnh phúc. Ngươi, một cái tên ngoại nhân, lẫn vào để làm cái gì? Mấu chốt lại còn tức giận thành như vậy. Ngươi cần gì phải giận chứ? Viền hiểu lại nhịn không được nữa, nhìn qua. Trương <laughs> sư, hình như tiểu thiên tài trương gia đâu có đắc tội gì với ngươi. Ta... Trường huyền sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Ta là âm ức thay cho Lạc... Lạc huyền. Lạc Huỳnh là người tốt như vậy, cũng lại tức thành như vậy. Người này tuyệt đối là một tên tiểu nhân vô sĩ, hèn hạ, không biết xấu hổ. Cái loại người này, thân là danh sư, phải có trách nhiệm giáo huấn hắn một lần, để cho hắn biết trời cao đất dày. Ừ. Cái này, mọi người lại nhìn nhau. Mặc dù nói đúng là không có vấn đề gì, nhưng mà tại sao ngươi lại cảm giác kỳ quá như vậy được? Lạc Huyền Thanh cũng xứng người, nhìn qua. Thấy hắn là thực sự tức giận mà không phải là cố ý làm bộ trong lòng nhịn không được cảm khái. Ừ, người anh em tốt. Người tốt như vậy, tại sao không phải là em rể của ta chứ? Hết trường. Trường 2572-2573, diễn không thiên thư đệ tam trọng. <laughs> Viên Huynh cùng với Lạc Huynh đều đang bị thương. Các người chăm sóc tốt một chút, ta đi vào trong đó xem biết nếu như nói tiếp khẳng định sẽ lộ tẩy trường huyền vội vã nói sang chuyện khác không sao để ta tới bích hồng âm tiến về phía trước một bước ta âm hiểu huyễn cảnh cùng với nguyên thần công kích linh hồn phòng ngự lại hơi mạnh hơn một chút chắc là vẫn có thể kiên trì được một đoạn thời gian vậy cũng được trần trừ một lát trường huyền gật đầu nhưng phải cẩn thận huyễn cảnh đó tuyệt đối không nên vận dụng thực lực không gian mới vừa rồi viên hiệu và lạc huyền thanh đã bị thương cũng không phải là một chỉnh thể coi như chính hắn dùng thư viện hai lần nhìn thấy cũng lại là hoàn toàn khác biệt nếu như không khẳng định vừa rồi liền biết có huyễn cảnh mà tiến hành nhắc nhở nàng đã muốn đi vào rồi vừa vặn có thể nhìn ra nhiều một chút có càng nhiều tham khảo hơn ừ gật đầu bích hồng âm cũng lại phong ấn lại tu vi pháp quyết phong ấn của nàng không bằng lạc huyền thanh mình Lý Trì Nhãn lại có thể nói rõ ràng nhìn ra. Nhưng có điều, không có trần khí, trận pháp bình thường cảm giác không hề nhạy cảm như vậy được, chắc chắn rất khó có thể phát giác. Nữ hài đi thẳng về phía trước, đi tới địa phương vừa rồi Lạc Huyền Thanh cùng với viên hiểu bị công kích, cũng lại không giống như là nhìn thấy điều gì. Ngừng lại, không nhúc nhích. Cẩn thận! Vân Liên Hải lại nhịn không được nói. Người không cần phải hô lên đâu, vô dụng thôi chỗ đó không chỉ là thanh âm truyền thông không có qua được, ngay cả thần thức cũng không thể nào xuyên thấu qua. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Thần thức cũng lại không thể nào xuyên thấu. Trường Huyền nhíu mày, thần thức lan tràn, quả nhìn phía trước không xa giống như là rơi vào bên trong một thế giới khác, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Rõ ràng nhìn một cái đã có thể thấy, lại giống như cách xa đến hai thế giới. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Bích Hồng Âm tiếp tục đi ra một bước bớt quá vẫn lại nhịn không được chân khí trong cơ thể xoay chuyển giống như hai người trước ngã bay ra bên ngoài thế nào rồi trương huyền đi tới trước mặt nàng ta tiến vào bên trong dường như lại bị truyền tống đến một không gian khác ta nhìn thấy một thánh thú bốn phía tàn sát khắp nơi ăn thịt người vậy cho nên ta không nhịn được đã ra tay sắc mặt bích hồng âm đỏ lên giải thích ban đầu vẫn có thể nhịn được nhưng mà trơ mắt nhìn một đứa bé bị thánh thú cắn cho rơi đầu, thực sự làm không được. Bị truyền tống đi Vậy rõ ràng là người ở yên tại chỗ không động mà. Vân Liên Hải nói. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy bích hồng âm này đứng cách đó không xa, nơi nào cũng lại không đi. Vậy làm sao có khả năng nhìn thấy thánh thú cùng với hài tử được? Thần thức không thể nào rõ xét. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy. Các người lại không cảm thấy kỳ quái hay sao? ngắt lời hắn là Huyền thanh nói kỳ lạ vân liên hải sửng sốt có đôi khi con mắt mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật thực sự giống như là hải thị thận lâu rõ ràng nhìn thấy có vô số nhà cao tầng ngay cách đó không xa nhưng mà trên thực tế nó là giả tù luyện giả càng tin tưởng thần thức của mình bởi vì thần thức chính là tinh thần lan tràn tuyệt đối sẽ không thể nào nhìn nhầm tình cảnh bây giờ thần thức không thể nào thấy được mắt thường lại rất rõ Vậy chẳng lẽ liền có thể đảm bảo đây chính là sự thật sao? Vân Huỳnh, người cảm thụ một chút. Động hư hổ lô đó có phải là thật không? Đột nhiên Trương Huyền mở miệng. Phải rồi. Vân Liên Hải bên cạnh cũng gật đầu. Vừa rồi nhìn thấy hình ảnh đám người bích hồng âm là Huyền Thanh có thể là giả. Động hư hổ lô trên không cũng chưa chắc là thật. Huyết dịch bay ra, mi tâm giống như nhiều hơn một con mắt. Quan sát phía hư không một lát sau hắn lắc đầu Ta đúng là không có cảm giác thấy khí tức của bảo vật chút nào Người cảm giác không thấy Vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh lại trở nên trắng bệch Vì động hư hồ lô này hắn đã chuẩn bị không biết bao lâu Nếu như là giả chỉ là một huyến tượng Vậy thì mình thực sự lại khóc rồi Được rồi ta sẽ qua đó xem một chút Trường Huyền nhíu mày cũng lại phán đoán không ra đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì hắn đành phải mở miệng nói tình cảnh trước mắt vượt ra khỏi tưởng tượng xem như chính hắn cũng cảm thấy không thể nào hiểu được chỉ sợ chỉ có tự mình đi qua đó nhìn một chút mới có thể đưa ra đáp án người cẩn thận đó biết thanh niên trước mắt này thủ đoạn khá nhiều là khuyên thanh lại dặn dò hắn cẩn thận ừ. trương huyền lên tiếng hít sâu một hơi áp chế tu vi lại nhấc chân đi vào bên trong phương pháp hắn phòng ấn tu vi dù rằng không cao minh bằng lạc huyền thanh nhưng hắn tu luyện thiên đạo chân khí thực sự muốn che giấu thánh vực cửu trọng cũng không thể nào phát giác ra những người khác lại đừng có mà suy nghĩ tới tiến vào bên trong lập tức nhìn thấy trước mắt trắng xóa thần thức lan tràn vẫn giống như là trước đó kéo dài đến khoảng cách rất xa lại không nhìn thấy gì hình như đi tới một nơi hoàng dã trừ thiên địa chỉ có đúng một mình hắn mới vừa tách ra đám người lạc huyền thanh đã biến mất không thấy gì nữa giống như căn bản không hề xuất hiện quá quả nhiên đúng là quỷ dị mà lồng mày lại nhíu chặt Trường huyền tiếp tục đi về phía trước ngay sau đó có một vùng núi xuất hiện trước mặt thác nước đầm nước những tiếng nước róc rách đây là nhìn một cái trái tim hắn lại không nhịn được nhảy lên rất kịch liệt nơi này lúc trước hắn tới qua chính là địa phương lần đầu tiên gặp được Lạc Nhược Hy, huyện Vũ Sơn Mạch. Ở đây thấy được vô số linh thú xông lại, lại còn tưởng rằng đây là muốn gây bất lợi cho nàng ấy. Hắn đã vọt thẳng lên, hai người cứ như vậy mà quen biết hiểu nhau. Vội vã nhìn về phía thác nước, qua nhìn thấy một thân ảnh yên tĩnh đang đứng, giống như là một bức họa. Nữ hài xinh đẹp giống như đóa hoa sen xuất trần không nhiễm, điềm tĩnh và thản nhiên, dường như sự tình gì cũng lại không hề liên hệ tới nàng. Nhược Hy trái tim nhảy dựng Trường huyền cực kỳ kích động vốn lại cho rằng đi tới thánh tử điện liền đã có thể nhìn thấy nàng nhưng mà theo biết càng nhiều càng minh bạch áp bức ở trên người ngược lại không dám gặp mặc dù như vậy trong lòng nhớ nhung lại không yếu bớt chút nào lại càng thêm nồng đậm khoan đã không đúng đây là huyễn cảnh nắm đấm siết chặt hắn cố gắng nén ý định tiến lên hô hấp dần dần bình phục bản thân đang tìm động hư hồ lô không có khả năng đi đến huyễn vũ xuân mạch được càng lại chẳng có khả năng lần nữa nhìn thấy lạc nhược hy cũng nói rõ đây là giả dối coi như không phải là huyễn trận thì cũng có thể liên quan đến không gian trồng chất kinh nghiệm của bản thân trước đó đã bị phản chiếu ra trong lòng khôi phục lại bình tĩnh hắn đang muốn tiếp tục đi tới có một ánh sáng lăng lệ bất ngờ xuất hiện thời gian nháy mắt liền đã tới trước mặt lạc nhược hy trong nháy mắt đâm thủng nàng ngay sau đó có một thanh niên khuôn mặt bị ổi xuất hiện sau lưng nữ hài Gia tộc an bài ngươi gả cho ta Ngươi lại dám ưa thích người khác sao Đã như vậy Vậy thì chết đi Trong mắt mang theo điên cuồng dung mạo của thanh niên thoạt nhìn có một chút giống với Trương Thuần Nhưng không biết tại sao Lại cùng với hắn có một chút tương tự Tiểu thiên tài Trương Gia Trong con người Trương Huyền co rút Hắn cắn chặt răng Người này khẳng định là thiên tài Trương Gia Hắn dám động thủ với Nhược Hy Quả thực là tự mình tìm cái chết Chân khí trong cơ thể điều động, vừa định giải phóng, thư viện trong đầu đột nhiên lại thoáng một cái, hình như có một thanh âm hoàng trung đại lữ vang lên bên tai, thân thể trở nên băng lãnh, lần nữa kịp thời phản ứng. Không được, đây là huyễn cảnh. Tâm cảnh lại mau chóng vận chuyển, khôi phục lại cảnh giới tâm như chỉ thủy, lần nữa nhìn về phía trước. Tiểu thiên tài không thấy đâu, Lạc Nhược Hy cũng không thấy đâu nữa, thoạt nhìn là toàn bộ sân mạch này cũng đã biến mất, vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Ôi nguy hiểm thật đó. Trên đầu trường huyền tứa ra đầy mồ hôi lạnh. Biết rất rõ đây là huyễn cảnh, nhưng khi nhìn thấy lạc nhược hy bị thương vẫn không nhịn được mà muốn động thủ. Người lưu lại di tích này không chỉ là nắm giữ không gian rất mạnh mà còn nắm giữ nhân tâm đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mày là có thư viện, nếu như không sợ rằng ta cũng giống như là đám người lạc huyền Thành bị người ta trực tiếp đánh ra ngoài mất. Trường huyền thở phào ra một hơi Tiếp tục nhìn về phía trước Đang muốn tiến lên Thân thể đột nhiên lại xuất hiện cảm giác mất trọng lượng kịch liệt Giống như là từ trên không trung hạ xuống Bốn phía không khí nghẹn ngào Cúi đầu nhìn Chỉ thấy người ở trên không trung Phía dưới mặt đất càng ngày càng gần Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống Hiện tại hắn áp chế tu vi đến cảnh giới giống như một người thường rơi xuống như vậy Tất nhiên sẽ ngã chết Trần khí trong cơ thể bị phong ấn dục ra dục dịch Bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra Duy trì phi hành không được, là huyễn cảnh. Áp chế khí tức, trường Huyền chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như không trải qua chuyện vừa rồi, khẳng định sẽ là nhịn không được. Nhưng bây giờ, tâm cảnh hắn đã có tăng tiến, lại không bối rối như khi trước. Thực sự muốn vận dụng chân khí, tốc độ phản kích sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Tới khi đó, coi như là phòng ngự mạnh mẽ hơn cũng sẽ bị chấn cho thất khiếu chảy máu. Không chết cũng rơi đi nửa cái mạng. Không buồn không vui, tâm như chỉ thủy, Quả nhiên, không thấy tiếng gió gào thét cùng với cảm giác rơi xuống nữa. Lần nữa hắn mở mắt, phát hiện ra vẫn đứng im tại chỗ, đồng thời không hề nhúc nhích. Không gian lại có thể sinh ra hiệu quả của huyễn trận. Đây chính là ta không hề nghĩ tới. Trường huyền thở phào ra một hơi, thực sự là quá kỳ lạ. Ngừng đầu nhìn tứ phía. Hắn lý giải trận pháp đã tới bát kinh đỉnh phong. Học tập diễn không thiên thư cũng đã đạt tới cảnh giới rất cao thâm dựa theo tình huống bình thường không gian gấp bình thường đã là giữ không nổi hắn nhưng nơi này lại có thể để cho tinh thần thất thủ không phải là phát giác ra dị thường nắm giữ không gian mạnh mẽ làm cho người ta tặc lưỡi hay sao mình lý chỉ nhãn chiếu xuống không gian xung quanh lại giống như một cái tổ ong từng ngăn chứa không lớn tập trung lại một chỗ lại tựa như nước chảy chậm rãi chảy xuôi tiến vào bên trong liền sẽ bị chịu ảnh hưởng nguyên thần cũng không thể nào chạy trốn không gian là một loại sóng văn cùng với tần số chỉ cần tìm được liền đã có thể vận dụng nội dung của diễn không thiên thư chảy xuôi trong đầu thì ra là như vậy không biết qua bao lâu ánh mắt sáng rực bộ phận không thể nào hiểu được trong thiên thư cùng với ngăn chứa trước mắt dung hợp để cho hắn bừng tỉnh hiểu ra trước đó học tập diễn không thiên thư là bởi vì dung hợp nội dung trong cổ tịch lại còn thêm tu vi có hạn không cách nào có thể tìm hiểu cao hơn Giờ phút này, thực lực đã tới xuất hiếu cảnh đỉnh phong kết hợp với cảnh tượng trước mặt để cho hắn lĩnh ngộ ra không gian tiến thêm một bước. Cũng khó trách, lại có khả năng sinh ra huyễn cảnh. Không gian cũng có thể dùng trận pháp mà bố trí ra, được cho một loại trận pháp, tự nhiên lại có ảnh hưởng tới người suy nghĩ. Trường Huyền đã hiểu ra được, trận pháp có thể bố trí ra không gian, không gian tự nhiên cũng có thể bố trí thành trận pháp, ảnh hưởng suy nghĩ, lại để cho hắn nhìn thấy khát vọng nhất mà không thể nào được, rất dễ dàng. Lĩnh ngộ ra được những thứ này, đối với không gian xem như đã tới nắm giữ rồi đấy. Phun ra một ngụm chọc khí, còn mắt Trương huyền sáng rực. Diễn không thiên thư đối với lĩnh ngộ không gian chia ra làm 5 cảnh giới, theo thứ tự chính là xúc địa, xuyên toa, nắm giữ, sáng tạo và hủy diệt. Xúc địa tựa như có thể giảm bớt không gian để cho tốc độ của người ta tăng nhanh, xuyên toa đạo lý đồng dạng nắm giữ không gian quen thuộc tốc độ công kích sẽ giống như là thuấn di không cách mấy trăm mét trong nháy mắt mà thôi cảnh giới này đại thành xem như là gặp phải cường giả nhập hư cảnh công kích vẫn có thể xuyên thấu qua lĩnh vực của đối phương đi tới trước người không còn bị không gian ảnh hưởng nắm giữ đó là năng lực trưởng khống không gian nhất định giống như là một loại không gian gấp không cách nào có thể vây khốn thậm chí còn có thể nắm giữ được lực lượng trong đó tiến hành áp chế đối thủ còn sáng tạo và hủy diệt hiện nay vẫn còn chưa hiểu biết không nhiều chỉ biết người lưu lại di tích này khẳng định đã đạt tới nhưng cụ thể sáng tạo thế nào lại nói không ra đạt tới tam cảnh nơi này hẳn là không giữ được ta nữa trương huyền nhẹ nhàng cười lý giải không gian đạt tới cảnh giới nắm giữ trương huyền lần nữa nhìn về phía không gian trống giống như là tổ ong trước mặt đã không có bất cứ bí mật gì đáng nói Đồ vật vừa rồi để cho hắn rơi vào bên trong huyễn cảnh Giống như là một trận pháp Cũng lại rõ một một trước mặt Tùy thời vẫn có thể phá hư Ra ngoài Chân khí trong cơ thể bay lên Nhẹ nhàng vạch ra một cái Hắn xài bước đi ra Sau một khắc đã xuất hiện trước mặt dòng sông khi trước Hồ lô màu xanh biếc huyền phù trước mặt Tản mát ra khí tức cường đại Hết trường chương 2574-2575, trường huyền bị đánh. Dòng sông là một linh mạch, trong đó linh khí nồng đậm giống như là thực chất. Hồ lô liền treo ở phía dưới, hấp thu lực lượng, chậm chạp phát triển. Hái xuống, cầm tới là được. Trường huyền thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười muốn tấn cấp chỉ cần sưu tập thiên đạo công pháp đầy đủ linh thạch vậy là được mặc dù động hư hồ lô này chân quý nhưng đối với hắn mà nói tác dụng ngược lại không lớn lắm vậy thì còn không bằng dùng để kéo dài quan hệ tới khi đó chỉ cần lạc huyền thanh giúp đỡ một tay nói tốt vài câu so với mình liều mạng cố gắng cũng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều cánh tay rũi ra bỗng nhiên lại bắt tới dù rằng vẫn không vận dụng lực lượng nhưng mà lĩnh ngộ không gian đã tới diễn không thiên thư tam trọng bàn tay chào một cái không gian bốn phía bị động lại hồ lô lại giống như là bị chụp vào bên trong lồng cá lộ tuyến chạy trốn đã bị phong tỏa ngay thời điểm bàn tay sắp rơi vào trên hồ lô đột nhiên đồ vật màu xanh biếc trước mắt lại giống như tỉnh ngủ lại bỗng nhiên lắc lư một cái không gian phong tỏa lập tức nứt ra ngay sau đó trường huyền lại cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép tới tựa hồ muốn chấn cánh tay của hắn thành bụi phấn Hử? Ừ. Còn người co rút lại nhịn không nổi nữa lực lượng trong cơ thể lập tức lại kích hoạt chân khí tuồn ra tạo ra một cái bình chướng to lớn lĩnh ngộ đối với không gian tăng thêm coi như là giờ phút này vận dụng lực lượng cũng sẽ không gặp phải công kích hồ lô trước mắt dãy dụ một cái bình chướng tựa như là một tờ giấy bị xé nứt xuất hiện những vết rách to lớn ngay sau đó giống như là núi lớn đập xuống hai tay trương huyền lại nghênh đón tiếp lấy chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt trương huyền bay ngược trở ra tầng tầng ngã xuống đất vẻ mặt trắng bệch lần nữa đứng dậy hắn mới cảm thấy toàn bộ cánh tay đã mất đi chi giác xương cốt thực sự là muốn vỡ nát hiện tại thân thể của hắn đã đạt tới nửa bước thánh khí thượng phẩm thánh khí trung phẩm chém người trên người hắn cũng sẽ không cảm thấy điều gì nhẹ nhàng chấn động liền đã cảm thấy đau nhức kịch liệt trong người lực lượng của hồ lô này đúng là vượt xa ra khỏi tưởng tượng đúng là đáng ghét thiền đạo chân khí vận chuyển thường thế mau chóng khôi phục Lần nữa, Trương Huyền nhìn về phía hồ lô cách đó không xa, trong mắt hắn đỏ hoe. Ta không tin, không bắt được ngươi. Hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lại nhiều ra thêm một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm mang lại hóa thành đóa hoa sen bay tới. Linh hư kiếm. Động hư hồ lô này đã có thể giúp người lĩnh ngộ động hư cảnh, chỉ sợ cấp bậc không thấp, vừa rồi bị thiệt thòi lớn không dám chủ quan nữa, trực tiếp tế ra binh khí mạnh nhất. Linh hư kiếm vừa xuất hiện, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Không gian gấp vốn không có ổn định giống như ngoại giới, lại còn thêm hắn lĩnh ngộ không gian đạt tới tam trọng, coi như không cách nào có thể phá vỡ được ràng buộc của nơi này, nhưng để cho nó xuất hiện vặn vẹo trong nháy mắt vẫn là rất dễ. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới, hồ lô dãy ruộng một cái, giống như là một gia hỏa mông lớn đang khoe khoang phong tao lực lượng hùng hồn nhẹ nhàng thoáng một cái kiếm khí vô cùng huy hoàng ngưng lại giống như là khối gỗ rơi xuống trên sắt thép không cách nào có thể tiến thêm nữa đây là trường huyền nhíu mày dù rằng không dùng chiêu số trong linh hư tam kiếm chiều này vẫn đang sử dụng kiếm đạo chân dài lại còn phối hợp với linh hư kiếm thánh vực thất trọng nhập hư cảnh sơ kỳ cũng lại không dám chính diện mà ngăn cản đối phương đây chỉ là bóp méo thân thể một cái liền đã chặn lại để cho chính mình làm công vô dụng. Thực sự, tại sao lại cương đãi như vậy được? Đi! Trường huyền không giữ lại, 108 thanh trường kiếm xuất hiện trong mắt. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ý phá hải, nương theo chân khí trong cơ thể hắn bị rút khô. Hơn 100 thanh trường kiếm tập trung lại, hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp bắn tới hồ lô trước mặt. Hồ lô cũng cảm thấy chiều này rất mạnh, dãy ruộng càng thêm vui vẻ. Bởi vì dãy ruộng quá lớn phốc một tiếng từ trên dây leo lại rơi xuống chuyển phương hướng tiến lên ngành đón cùng kiếm khí đối đầu trong không khí xuất hiện từng đạo tiếng gợn sóng toát ra hào quang bảy màu nhất kiếm phá hải dù rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng mà ở trước mặt hồ lô hình như không có đưa tới bất cứ tác dụng gì kiếm mang đinh đinh đang đang rơi vào phía trên một chút bạch ấn cũng lại không lưu lại trái lại tốc độ của hồ lô càng lúc càng nhanh thời gian trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ kiếm chiêu Tại sao lại mạnh như vậy được? Còn người trường huyền thu hẹp, lồng tơ lại dựng đứng. Hiện nay, nhất kiếm phá hải chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Toàn lực thi triển ra, lại gặp phải cái đám người hiệp viên hiểu cũng lại không hề sợ hãi quá lớn. Nhưng mà tuyệt chiêu lợi hại như vậy liền đã bị phá giải nhẹ nhõm, để cho hắn cực kỳ khó tin. Tại sao cường đại như vậy được? Bất quá, đối phương dường như lại không cho hắn thời gian suy tính, phá vỡ nhất kiếm phá hải. Sau một khắc, liền đi tới trước mặt, mạnh mẽ đánh tới lồng ngực của hắn thi triển xong linh hư tam kiếm trần khí trong cơ thể tiêu hao gần như đã không còn gì thấy đối phương hùng mãnh như vậy ngay cả trốn tránh mà cũng không kịp cũng lại không kịp suy nghĩ nhiều song trưởng tiến tới ngành đón đồng thời vù hồn mau chóng vận chuyển hồn lực gia trì trước đó tiêu hao hết trần khí sức chiến đấu tương đương với số không giờ phút này cảnh giới thân thể cùng với vu hồn tăng lên chỉ bằng vào hai thứ đó cũng lại là có thực lực không yếu thành ngầm xương cốt vỡ vụn vang lên cánh tay của trương huyền bị đánh cho rất tả tơi thân thể bay ngược trở ra đập xuống đất xương ngực và xương sườn cũng đã đứt đi mấy cái đối phương thực sự là quá mạnh không chỉ là phá hết nhất kiếm phá hải mà còn chấn hắn trọng thương nếu như không có kiếm pháp trước đó ngăn cản một phần lực lượng vậy chỉ sợ lần này là không chết cũng lại không sai biệt toàn thân bại liệt vẫn còn không có từ dưới đất bò dậy liền đã thấy hồ lô thoát ly ra khỏi dây leo ở trên không trung thoáng một cái hùng ác mà đánh tới lần này tốc độ của nó nhanh hơn giống như là muốn đột phá không gian ràng buộc không đâm chết cái tên này vậy thì thề không bỏ qua vẻ mặt hắn trở nên trắng bệch dùng hết lực lượng cũng không phải là đối thủ của nó giờ phút này chân khí tiêu hào sạch sẽ lại bị trọng thương thực sự lại muốn để mặc cho đối phương đánh tới sợ rằng người sẽ bị nó giết chết không gian bao vây Phần thân Không biết tình huống bên ngoài Nhưng vì phòng ngừa đám người Lạc Huyền Thanh nhìn thấy Ngón tay búng một cái Bao vây không gian tứ phía Người ngoài lại không cách nào có thể thăm dò Cùng thời khắc đó phần thân phóng ra Phần thần tu luyện thiên đạo vô hồn bí pháp, thực lực lần nữa bạo tăng, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn không ít, chắc chắn có thể chống cự được một lát. Phần thần xuất hiện, giao lưu tinh thần, lập tức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nắm đấm bốc lên nghênh đón hồ lô nhưng bất quá mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng mà so với hồ lô này vẫn thua kém một chút nắm đấm lại còn chưa rơi vào trên người đối phương người sau đã xuất hiện ngay trước mặt nó đập thẳng ở trên mặt trong nháy mắt khuôn mặt đã bị đập cho bẹp biến thành bộ dạng hồ lô Tà, tà kháo Phần thần muốn phát điên Người dám đả thương ta Lại còn muốn đánh cái mặt ta sao Ta sẽ giết chết người cho xem Mỗi lần đi ra đều sẽ bị thỏa thích chế giữ bản tôn, thỏa đáng trăng bức hắn. Lần này chưa kịp nói gì liền đã bị một cái hồ lô đập cho bẹp mặt. Tức giận mãnh liệt thực sự là muốn nổ tung. Trong tiếng gầm gừ nắm đấm bỗng nhiên lại tiến tới ngành đón. Đối đầu chung một chỗ, thân thể thoáng một cái. Bờ môi của phân thân phát run, vội vã quay đầu. Đánh không lại hắn đâu, chạy đi. Dù rằng lực chiến đấu của hắn mạnh hơn Trương Huyền, nhưng mà so với cái tên hồ lô trước mắt này đây, vẫn là kém cả một đoạn xa. Chạy sao? Trương Huyền sững sờ. Hắn đây là tới lấy cái hồ lô kia, còn vẫn chưa đụng vào đối phương, đã bị đánh cho phải chạy. Khó tránh khỏi có một chút không thể nào mà nói nổi. Nếu mà không chạy, người qua đây mà đối kháng đây, ta không có chơi với người nữa. Liên tục chặn lại hồ lô công kích, phần thần cũng đã hoàn toàn thay đổi, bị đánh không còn nhân dạng cắn răng mà hết Người chạy ra sau trốn tránh Còn ta bị đánh cho to đầu rồi Làm sao có mặt mũi hỏi chạy cái gì nữa Nếu như người không chạy sao Được, người xông lên cho ta xem Thôi được rồi Trường huyền đỏ mặt Biết hiện tại chân khí đã tiêu hào sạch sẽ Không phải là đối thủ Không trần trừ nữa Bàn tay chảo một cái thu phân thân cùng với rất nhiều trường kiếm vào trong nhẫn thân thể thoáng một cái Mau chóng lùi ra Hồ lô tự hồ không muốn bỏ qua hắn lần nữa nghiền ép tới trương huyền lại tiếp tục ngăn cản cảm thấy thân thể giống như là muốn nổ tung bay ra bên ngoài nhưng có điều giờ phút này hắn đã lui về phía địa phương vừa rồi xuất hiện ảo cảnh thần ảnh trượt lóe biến mất tại chỗ người ở trên không trung loáng thoáng nhìn thấy hồ lô sau khi đánh bay hắn rất là thỏa mãn trở lại trước mặt dây leo nhẹ nhàng thoáng một cái lần nữa lại dính lên trên dây leo nháy mắt liền đã khôi phục lại như lúc ban đầu giống như vừa rồi nó không hề chạy xuống ở bên ngoài nhìn thân ảnh cách đó không xa đi tới đám người lạc huyền thanh lại mang theo đầy sự lo lắng trường sư sẽ là không có chuyện gì chứ trường sư lý giải trận pháp rất cao minh coi như là cái này không phải là trận pháp thì chắc là cũng không thua kém nhiều đâu chắc là cũng lại không có sự tình gì ừ đúng vậy chỉ cần có thể nhịn xuống không bỏ bộc lộ tu vi vậy thì chắc là hắn cũng ổn thôi đám người nghị luận ẩm mỹ mặc dù nói như vậy nhưng mà trong lòng mọi người đều không chắc chắn nhất là lạc huyền Thành, mang theo rất nhiều người như vậy đi tới tiêu tốn đánh đổi to lớn nếu như ngay cả cái hồ lô mà cũng nhìn không thấy thực sự không biết phải làm sao nhìn kìa trương sư đang đi về phía trước Viền hiểu đột nhiên nói đám người vội vã nhìn quả nhiên thấy trương huyền vừa rồi vẫn còn ở cách đó không xa đi về phía trước hai bước sau đó đột ngột biến mất Hẳn là thông qua được sao? Ánh mắt sáng lên là Huyền Thanh đang cảm thấy tràn đầy kích động, liền thấy một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bành một cái, đập ở cách đó không xa, từng ngụm từng ngụm lại hộc máu. Trường sư! Tất cả đều giật mình, đám người vội vã xông lại, trong nháy mắt tràn đầy sự lo lắng. Tạ, không sao. Dãy dội đứng dậy, Trường Huyền lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. May mà hắn chạy nhanh, vừa tiến vào bên trong đoạn không gian huyễn cảnh liền đã tiếp tục lui ra phía sau. Nếu như không, chỉ sợ hiện tại đã chết trong tay cái tên gia hỏa kia rồi. Trường xưa người cũng đã thả ra lực lượng, bị trận pháp công kích thẳng như vậy sao? thấy hắn thương thế rất nặng, Lạc Huyền Thành lại nhịn không được nói. Bọn họ đều là bởi vì kìm lòng không được mà thả ra lực lượng, bị trận pháp gây ra thương tích. Cái tên gia hỏa trước mắt này còn thảm bại hơn bọn hắn, sẽ không phải là cũng bởi vì nhìn thấy như vậy chứ? Có lẽ hắn cũng đã gặp phải sự tình gì đó Cho nên thực sự lại nhịn không được Không phải Trường Huyền lắc đầu Thế tại sao ngươi lại bị thương Mọi người nhìn nhau Viên hiểu lại tràn đầy tò mò Vậy chẳng lẽ không gian trước mắt Trừ trận pháp còn có những vật khác có thể hại người sao Nếu thực sự như vậy Chắc chắn phải cẩn thận hơn rồi Ta Trường Huyền lại đầy đầu xấu hổ Đã bị một cái hồ lô đánh Hết chương Chương 2576-2577 Dây leo Khó trách Trương Huyền lại cảm thấy buồn bực Trên đường đi đều ở trước mặt anh vợ biểu hiện rất là tốt Thậm chí nhẹ nhóm thuần phục thanh long thú Hoàn mỹ như vậy không hề có kẽ hở Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thời khắc sống còn lại bị một cái hồ lô dở hơi đánh Đánh không lại lũ thánh thú và vũ khí Vậy thì cũng thôi đi Một cái hồ lô treo lơ lửng lủng lẳng trên cây leo Đánh hắn đồng tây nam bắc cũng lại không tìm thấy Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt Người bị một cái hồ lô đánh sao Là khuyên thanh sửng sốt Sau đó hiểu ra Hồ hấp kiềm lòng không được lại gấp rút Nếu như nói như vậy Vậy trường sư Người đã nhìn thấy động hư hồ lô Thứ này đúng là chân thực tồn tại Không phải là giả dối sao Đúng rồi. Trường Huyền gật đầu. Trước đó, Vân Liên Hải không cảm ứng ra được bảo vật tồn tại. Mọi người vẫn còn tưởng rằng đúng là hư tượng thôi. Nghe được điều này, tất cả mọi người lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Tồn tại chân thực lại là không uổng công. Động hư hổ lô lại có khả năng giúp người lĩnh ngộ ra động hư cảnh. Sức chiến đấu của nó sợ là không kém cường giả thánh vực bát trọng sơ kỳ. Dù rằng trưng sư thiên phú vô song, lại chỉ là thánh vực ngũ trọng xuất hiếu cảnh đỉnh phong mà thôi. Trình lệch đúng là quá xa rồi Không cách nào có thể chiến thắng nó Đó là bình thường Xem như chính ta đây Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó Thấy hắn chán nản là khuyên thanh an ủi Có thể để cho người ta đột phá đến thánh vực bát trọng Cái động hư hồ lộ đó Làm sao có thể là một sự tồn tại đơn giản được Thực lực không bằng Đừng có mà nói là lấy nó Coi như có lấy được Cũng lại không cách nào có thể luyện hóa được nó Nghe hắn nói như vậy Lúc này Trương Huyền mới cảm thấy thoải mái hơn không ít, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Ta đã phá giải không gian trước mắt rồi. Một lát nữa mang mọi người đi tìm cái hồ lô kia. Nhưng mà chỉ là nó lại cực kỳ nóng tính. Nhìn thấy người khác là sẽ có khả năng ra tay. Vậy cho nên các người phải trước thời hạn khôi phục lại thương thế, điều chỉnh trạng thái tốt nhất đã. Chúng ta biết rồi. Mọi người đồng thời gật đầu, mỗi người lại khoanh chân ngồi xuống. Trường huyền cũng lại không chậm chế. Huyệt đạo toàn thân mở ra, mau chóng hấp thu linh khí của thiên địa khôi phục lại chân khí hao tổn vì nhất kiếm phá hại vừa rồi chữa trị thương thế trong cơ thể trong không gian gấp linh khí nồng đậm hao tốn không đến hai canh giờ hắn đã triệt để khôi phục thực lực cái hồ lô này quá mạnh rồi trương huyền một bên củng cố tu vi một bên lại suy tư đối sách suy nghĩ mấy phương pháp nhưng mà không phải là đối thủ của nó giống như là lạc huyền thành nói cái tên gia hỏa này chỉ sợ nắm giữ sức chiến đấu của Động Hư cảnh sơ kỳ, căn bản không phải lấy hiện tại hắn có thể chống cự được. Trừ phi thả ra ngoan nhân, hơn nữa không chỉ là xương ngón tay mà còn phải có cả đầu lâu cũng phải đi ra mà chiến đấu, nhưng nếu làm như vậy, thân phận ngoan nhân chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, thân là danh sư lại còn nuôi dưỡng dị linh tộc sao? Truyền ra bên ngoài, làm không cẩn thận, tổng bộ danh sư đường sẽ tới mà điều tra, thậm chí thủ tiêu luôn cả tư cách danh sư của ngươi. Xong rồi chúng ta lên đường thôi. Đang nghĩ ngợi, không có phương pháp gì tốt, lại chỉ thấy đám người Lạc Huyền Thanh đứng dậy. Mặc dù thương thế của bọn họ rất nặng, nhưng mà dùng linh dược chữa thương của Trương Huyền đưa cho, lại còn thêm thân là hậu bối thế lực lớn, bảo vật rất nhiều. Giờ phút này, họ đã gần như hoàn toàn khôi phục lại. Được rồi, vậy mọi người theo sát đằng sau ta. Một bước không thể nào đi nhầm được. Trương Huyền dặn dò. Mọi người biết được sự nguy hiểm, tất cả lại nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm nhiều lời phong ấn tu vi trương huyền đi vào trước lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tam trọng nắm giữ không gian trở nên vô cùng cường đại lại còn thêm lĩnh ngộ ra bí mật của trận pháp không gian lần nữa tiến vào bên trong không có gặp được bất cứ nguy hiểm gì mặc dù mượn nhờ không gian chiến đấu lại có khả năng không bằng lạc huyền thanh nhưng mà ở nơi này người sau kém xa tít tắp đã có kinh nghiệm lần đầu tiên tiến vào lần thứ hai liền đã đơn giản hơn rất nhiều thời gian không dài lần nữa đi tới trước mặt linh mạch một cái hồ lô treo cách đó không xa. Đây chính là động hư hồ lô. Lạc Huyền Thanh kích động run rẩy Nhìn từ xa thôi, đúng là không rõ ràng. Đi tới trước mặt, biết cái này đích xác là động hư hồ lô. Luyện hóa nó, liền đã có thể đột phá động hư cảnh. Được rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ. Các người động thủ đấy. Trường Huyền xua tay, dù sao, không dùng toàn lực mà nói, cái loại bản lĩnh như hắn ở trước mặt mọi người cũng không thể nào đáng chú ý được. Không nhúng tay vào thì cũng đâu có quan trọng. Được rồi. Đám người Lạc Huyền Thanh ý chí chiến đấu sụp sôi. Chúng ta ra tay, nhất định có thể chế ngự được nó. Dựng thẳng nắm đấm lên, Trương Huyền mỉm cười, cổ vũ cho cả đội. Ừ, cố lên. 3 phút sau, lần nữa trở lại bên ngoài trận pháp đám người lạc huyền thanh mặt mũi bầm dập ngồi ở dưới đất cực kỳ chán nản tứ đại cao thủ liên hợp thực lực mạnh mẽ chiều chiều tinh diệu nhưng mà đồng cũng đánh không lại cái hồ lô kia bị cuồng đánh trong một trận nhất là viên hiểu trên người có mấy cái hồ lô ấn thê thảm nhất nếu như không trường sư người đi mang thanh long thú tới đi nói để cho nó ra tay tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép cái hồ lô đó Trần Trừ hồi lâu, Vân Liên Hải nói. Địa ngục Thanh Long Thú nắm giữ thực lực có thể so sánh với thánh vực bát trọng đỉnh phong. Bốn người bọn họ liên thủ không phải là đối thủ. Vậy thì khi nó xuất thủ ra, chắc là cực kỳ đơn giản rồi. Ờ, cái này... Trường huyền thực sự là khó khăn. Không phải là hắn không muốn làm thế, mà là nếu như gặp phải siêu cấp cao thủ, đánh không lại, lại còn gọi thú sủng ngược lại thì cũng thôi. Nhưng mà đây đánh không lại cái hồ lô. Về sau trước mặt mọi người, làm sao có uy tín được nữa? lại còn nói nơi này thánh vực bát trọng căn bản không cách nào có thể đi vào được hắn cất vào bên trong không gian gấp rồi cũng có thể làm được nhưng một khi đi ra vẫn sẽ dẫn tới không gian không ổn định phiền phức cực kỳ lớn như thế này đi mọi người thay ta thủ hộ ta sẽ vận dụng lực lượng của huyết mạch đang dầu dĩ ánh mắt là huyền thành sáng rực hắn cắn răng nói người vận dụng lực lượng của huyết mạch sao Bích Hồng Âm lại nhíu mày. Hãy suy nghĩ lại đi. Một khi vận dụng, ít nhất một tháng không thể nào sử dụng được lực lượng nữa. Dù rằng lực lượng huyết mạch có thể khiến cho người ta trong thời gian ngắn bạo phát ra sức chiến đấu cường đại hơn, nhưng một khi sử dụng rồi, thân thể tiêu hao rất nhiều. Xem như tử đệ gia tộc, trước khi sử dụng cũng sẽ rất đắn đo. Ta biết, chỉ cần có thể bắt lấy. Một tháng nữa, thực lực của ta sẽ khôi phục lại. Chắc là có thể nghĩ ra biện pháp luyện hóa xung kích thánh vực bát trọng hao tổn đó chắc chắn là đáng giá lạc huyền thanh quyết tâm nói bằng vào thực lực cùng với tích lũy của hắn bây giờ dưới tình huống bình thường muốn đột phá thánh vực bát trọng không có tới mấy năm thậm chí là vài chục năm thì rất khó có thể làm được mà có thứ này trong vòng ba tháng liền đã có thể thành công coi như là hao tổn lực lượng tù dưỡng một tháng thêm cũng lại xem như là kiếm lời rồi thôi được đã như vậy chúng ta lại chuẩn bị đi Bích Hồng Âm gật đầu. Muốn lấy ra được bảo vật, không có khả năng không hao tổn. Thiên hạ không có cơm trưa nào miễn phí. Trước khi đến, mọi người đã có đủ những loại chuẩn bị. Có quyết định, liền không nói nhiều. Mỗi người mau chóng khôi phục lại thực lực. Sau ba canh giờ, lần nữa đi tới trước mặt hồ lô. Hồng Âm, người dùng ma âm quấy nhiễu. Viên hiểu, người sẽ nghĩ ra biện pháp chặn hồ lô tiến công. Còn Vân Liên Hải, cùng với ta, chính diện ra tay, Tranh thủ lần này nhất định là thành công Về mặt Lạc Huyền Thanh rất nghiêm túc Được rồi Đám người lên tiếng Bắt đầu đi Hô lên một tiếng Trong cơ thể Lạc Huyền Thanh nổ vang Khi tức ở trong chốc lát sôi trào ngay sau đó liền thấy không gian xung quanh thân thể hắn xuất hiện vặn vẹo Tiến về phía trước một bước Bàn tay chộp tới Không gian xung quanh hồ lô giống như là lập tức đóng băng Cảm nhận được địch ý Hồ lô tràn đầy tức giận lần nữa lại xông ra bên ngoài nhưng có điều là Huyền Thanh kích hoạt ra huyết mạch thực lực của hắn đã trở nên vô cùng cường đại liên tục vọt ra mấy lần như vậy mà không có rời khỏi không gian giam cầm ngay sau đó tiếng đàn vang lên Bích Hồng Âm bắt đầu đàn tấu Viên Hiểu Vân Liên Hải cũng lại xông lên ừ. lần này chắc chắn là có khả năng bắt lấy thấy là Huyền Thanh vận dụng huyết mạch sức chiến đấu chợt tăng không chỉ là một lần nắm giữ không gian càng thêm mạnh mẽ không kém cường giả động hư cảnh chút nào trường huyền lại thở ra một hơi không hổ là thiên tài của thánh nhân lạc gia vận dụng huyết mạch quả nhiên lại giống như biến thành người khác trước đó thời điểm chiến đấu cùng với trường khiêm gặp qua đối phương sử dụng huyết mạch trường gia dù rằng lực lượng của hắn cũng tăng nhưng mà vẫn xa xa không bằng trước mặt xem ra huyết mạch càng tinh khiết sau khi kích hoạt chắc chắn hiệu quả sẽ càng lớn cảm khái một hồi ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy tứ đại cao thủ đang đè hồ lô xuống đất dùng chân mà đạp loạn bích hồng âm lại càng dơ đàn ngọc lên dùng hết sức mà đập mọi người hợp lực tiến công trước đó cái hồ lô còn cực kỳ hung hăng giờ phút này không ngừng run rẩy thề thảm không nói ra lời tốt lắm để cho người hết hung hăng đi. nhớ tới thảm trạng trước đó bị cuồng ẩu trường huyền thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu thoải mái không nói ra lời người không phải là rất chảnh chó sao Lần này không dám đắc ý nữa đi Biết bên này chiến đấu không còn lo lắng Không cần hắn ra tay Mọi người vẫn có thể bắt lấy đối phương Trường huyền lại không tiếp tục để ý Mà là ngẩng đầu nhìn dòng sông linh khí Giống như trước đó nói Đây là một linh mạch Nhưng bất quá bị người ta từ dưới đất rút ra Tầm bổ hồ lô Lại còn thêm duy trì rất nhiều không gian vận chuyển Đã tiêu hao không sai biệt lắm Ôi, à, Đáng tiếc thật đó Trường huyền lại than thở nếu như linh mạch này vừa mới bị rút ra liền bị phát hiện mà nói mặc dù không tính là quá mạnh nhưng mà tuyệt đối vẫn có thể bằng mấy chục viên thậm chí là hơn trăm viên linh thạch tuyệt phẩm mà bây giờ dù rằng linh khí cũng rất là dư giả nhưng mà độ tinh thuần của nó đã không đủ không thua kém gì linh thạch thượng phẩm bao nhiêu đối với hắn thực sự chẳng có tác dụng gì ấy cây dây leo kia cũng là đồ tốt trương huyền lắc đầu đang muốn thu hồi ánh mắt thì đột nhiên vẻ mặt khẽ động còn mắt hắn lại rơi vào trên dây leo bên trong linh mạch. Nó chỉ lớn cỡ ngón tay, lại là linh khí lập lòe, tựa như ngọc chất. Trước đó không nhìn kỹ, bây giờ thêm nó ẩn nấp bên trong linh mạch, không khiến cho người ta chú ý tới. Giờ phút này, mình lý chỉ nhán chiếu dọi, phát hiện ra thứ này không chỉ là vô cùng cứng rắn, linh khí trong đó càng là cực kỳ dồi dào. Không biết nồng nặc hơn tinh nguyên thượng phẩm là bao nhiêu lần. Qua đó, nhìn một chút. Ánh mắt sáng rực, kìm nén không nổi nữa, Trương Huyền lại bay thẳng tới. Rất nhanh, hắn đã tới được trước mặt, toàn thân dây lèo lộ ra một màu xanh lục tựa như phỉ thúy. Chạm tay bằng lãnh, trong đó giống như là có vô số không gian gấp, giống như là tổ ong lít nha lít nhít. Cái này... Còn mắt nhảy nhảy vài cái, Trương Huyền sửng sốt. Vừa rồi, ở trên hồ lô rõ ràng cảm nhận ra được cái loại lực lượng đó, giống như là một loại không gian lan tràn, nhưng trên thực tế nó là động hư lực chính là loại lực lượng đó lại có thể khiến cho người ta đột phá thánh vực bát trọng vốn cho rằng chỉ trên hồ lô mới có không nghĩ tới ở đây cũng có vậy nhìn một chút xem ta có thể luyện hóa được hay không mắt trường huyền sáng rực bàn tay vội vã sờ tới nhất thời có một cỗ khí tức mát mẻ truyền vào bên trong cơ thể có một quyển sách xuất hiện trong óc trường huyền lại cười nhạt một cái duỗi ngón tay ra nhấn tới giòn vang liên tiếp Dây leo rất dài, giống như gặp phải chủ nhân, phát ra một thanh âm hưng phấn, trực tiếp bay tới. Thu. Không một chút do dự, bàn tay lớn của Trương Huyền vồ một cái. Dây leo liền đã bị thu vào bên trong chữ vật giới chỉ, biến mất không còn thấy gì. Hết chương. Trường. Chương trường 2578, 2579, người hạ độc dây leo đã bị lấy đi dòng sông linh mạch trên không cũng giống như mất đi chống đỡ ầm một tiếng nổ tung linh khí cuồng bạo bao phủ thổi đến toàn bộ không gian gấp xuất hiện vô số gợn sóng cảm nhận được sóng linh khí mọi người lại sửng sốt nhưng có điều vẫn không để ý tới tiếp tục cuồng ẩu bốn đại cao thủ đủ những loại thủ đoạn không ngừng thi triển ra nào là trường kiếm đại đao trường thương chủy sắt rất là nhiều loại vũ khí cứ nhau nhau rơi xuống đầu thời gian không dài cây hồ lô đó liền đã bị đánh cho tơi tả thòi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu đựng không nổi khoan đã cứ tiếp tục đánh thì nó sẽ hỏng mất bây giờ các người nghỉ ngơi một lát đi trở lại cách đó không xa trương huyền nhíu mày lại khuyên can nhẹ nhàng gật đầu là huyền thanh lại khoát tay mọi người ngưng lại cũng lại tại thời khắc đó lăng không chảo ra một cái không gian trước mắt vặn vẹo hình thành vòng tròn như là bọt khí bao phủ nó ở bên trong được rồi. Khóa chặt đối phương lại, là Huyền Thanh giống như là rút sạch tất cả lực lượng của thân thể, khuôn mặt trở nên trắng bệch, vô cùng suy yếu. Kích hoạt ra huyết mạch có nhất định có tác dụng đối với thời gian hạn định. Khi trước, Trường Khiêm chỉ là vận dụng có 3 chiêu, liền đã không rơi nổi năm đấm nữa. Hắn cùng với hồ lô này chiến đấu như vậy, liên tục thi triển ra đâu chỉ là trăm chiêu. Thực sự là đáng sợ. Được rồi, chúc mừng, chúc mừng. Trong mắt lại mang theo vẻ hâm mộ, nhưng có điều đám người viên hiểu lại ôm quyền chúc mừng. Bọn họ là do nhận lời mời mà tới, tới trợ giúp cho hắn bắt được độc hư hồ lô. Dù rằng cũng rất là muốn có bảo vật này, nhưng mà sẽ không phá đạo nghĩa cùng với chuẩn tắc trong lòng. Huống chi là khuyên thanh bất kể thân phận hay là địa vị, lại không phải là bọn họ có thể đắc tội được. Nếu như không nhờ mọi người giúp ta một tay, đúng là không có khả năng thành công được. Gật đầu là khuyên thanh trả lời, hắn đang định thu không gian bọt khí vào bên trong chữ vật giới chỉ thân thể khôi phục lại lại triệt để luyện hóa hồ lô này đột nhiên cái tên gia hỏa bị đánh cho thê thảm kia chấn động một cái bọt khí xuất hiện một lỗ hổng hồ lô trực tiếp vọt ra nguy rồi con người của lạc huyền thành co rút tràn đầy lo lắng kích hoạt lực lượng huyết mạch tiêu hào sạch sẽ mặc dù lúc này hắn không đến mức độ tu vi giảm lớn nhưng mà toàn thân đã suy yếu một chút lực lượng lại cũng chẳng còn Đối phương bây giờ có chạy trốn thì căn bản không thể nào bắt lại được. Mau dừng lại cho ta! Đám người viên hiểu ngăn chặn, lực lượng đồng thời vung tới. Đã mất rất nhiều công phu lớn như vậy, trên người đã bị tên hồ lô này để lại vô số ấn ký. Mắt thấy thành công lại thất bại trong găng tấc, thực sự ta sẽ khóc lên đó. Hồ lô giống như biết được quỹ tích công kích của họ, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, tránh thoát ra khỏi lực lượng giống như là mưa lớn. Thời gian nháy mắt nó vượt qua tốc độ thanh âm vào tới một phương hướng chính là về phía trường huyền cái cái này ra đầu trường huyền lập tức nổ tung thiếu một chút nữa thì bị dọa cho ngất lần này tới vốn không có ra tay một mực ta trốn bên trong góc đánh xì dầu mà người qua đây để làm gì chứ trường sư cẩn thận đó mọi người lo lắng hét lên tốc độ của đối phương nhanh chóng biết tránh né không kịp trường huyền cắn răng một cái giống như trước đó nghênh đón tiếp lấy bàn tay tiếp xúc với đối phương lập tức cảm thấy lòng bàn tay đau rát bị đối phương xé ra một lỗ hổng dữ tợn máu tươi lại bắn ra tung tóe huyết dịch tưới lên trên hổ lô nó cũng lại không hề tránh né lần nữa thoáng một cái đi tới trước bụng dưới hổ lô mạnh mẽ như vậy thực sự muốn đụng vào tất nhiên ruột xuyên bụng nát lập tức trọng thương oan có đầu nợ có chủ muốn bắt ngươi là bọn họ làm gì tìm ta? Trường Huyền lại sắp khóc, có điều cũng biết lúc này không phải là thời điểm để xoắn suýt. Trần khí trong cơ thể vận chuyển, muốn bắt lấy lại phát hiện ra bắt hụt. Hồ lô lại đụng bụng dưới một cái, nhưng mà cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Ngược lại, cái hồ lô này trực tiếp biến mất. Ủa? Cái này... Trường Huyền cũng sững sờ, còn một chút không rõ ràng cho lắm. Những người khác cũng lại đồng loạt nhìn qua, mặt lại mang theo đầy sự nghi ngờ. Cái cái hồ lô đâu rồi? Quay đi tìm một vòng cũng không phát hiện ra. Trường Huyền lại tinh thần nội thị, đột nhiên bờ môi lại run rẩy. Mà làm sao lại chạy tới đan điền của ta? Chỉ thấy trong đan điền của hắn có một cái hồ lô đang lười biếng nằm ở bên trong. Thấy thần thức của hắn quét tới, lại còn cố ý vặn vẹo cái mông của nó, tràn đầy đắc ý. Cái gì? Vội vã đi tới trước mặt, thần thức lan tràn, Lạc Huyền Thăng lại đặt mông ngồi xuống đất. Người, Người đây là đang luyện hóa nó sao? Ta luyện hóa nó. Động hư hồi lô lại có thể giúp chủ nhân lĩnh ngộ động hư cảnh, chỉ cần luyện hóa, liền nó có thể chui vào bên trong, hóa vào trong đan điền. Lạc Huyền Thanh lại tràn đầy vẻ không dám tin. Nhưng chỉ là luyện hóa hết sức phức tạp, không chỉ cần phải có tình huyết, quan trọng hơn nữa đó chính là tu vi của ngươi nhất định phải đạt tới thánh vực thất trọng đỉnh phong mới có thể để cho nó khuất phục được cam tâm tình nguyện nhận chủ nhưng thực lực của ngươi chỉ là có xuất khiếu cảnh đỉnh phong tranh lệch tới tận hai đại cấp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hào tốn vô số tâm huyết tiêu hao vô số đánh đổi rốt cuộc lại tìm ra được cái động hư hổ lô nhưng kết quả chưa kịp luyện hóa nó liền đã chạy tới vào bên trong đan điền của người khác là khuyên thằng che ngực Lạnh nghẹn không thở nổi ta khoan đã ta đâu có muốn luyện hóa nó đâu hồ lô mau đi ra đây khuôn mặt của Trường Huyền cũng trắng bệch, vội vã nói. Lần này, hắn thực sự là đến giúp vị anh vợ này thu hoạch bảo vật, đồng thời đâu có ý định cướp đồ vật của người ta. Người tự nhiên lại tìm cái đàn điền của ta để làm gì? Ta thực sự vất vả lắm xây dựng hình ảnh tráng lệ và quang chính, người đã hủy đi hết cả rồi. Hô hô, còn lâu mới ra. Cây hổ lâu lại tiếp tục uốn éo cái mông. Người, Thấy người này một bộ tiểu nhân đắc chí, Trường Huyền lại tức giận đến nỗi run rẩy Không thể nào làm gì nó Đành phải ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt Lạc Huynh Ta thực sự là không có muốn luyện hóa Ta biết Lạc Huyền thăng lắc đầu Bảo vật là con linh Xem ra thứ này không có thuộc về ta Cưỡng cầu không được Mặc dù buồn bực sắp học máu tên ơi Nhưng hắn nghĩ cũng thông rồi Bảo vật có linh tiêu tốn tâm huyết lớn như vậy không nhận chủ, ngược lại vọt thẳng đến trên đàn điền của Trương sư, nói rõ ràng người ta căn bản không coi trọng hắn. Ờ ta mặt ức đến nỗi thấu hồng, Trương Huyền không biết phải giải thích thế nào cho đúng, cái này gọi là chuyện gì? Ta đây chỉ là vì tới giúp thôi, lần này thì được rồi, tự nhiên lại biến thành cướp của. Vậy về sau, ai mà còn dám gọi hắn ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Mục đích của Lạc huynh luyện hóa hồ lô là bởi vì muốn đột phá động hư cảnh. Vậy nếu như ta có thể giúp người đột phá, có phải là động hư hồ lô đó không quan trọng với người nữa hay không? Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua. Nhìn bộ dạng vô lại của đối phương, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có đi ra đây đâu. Nhưng mà cướp đi đồ tốt của người khác, trong lòng thực sự là băn khoăn. Người giúp ta đột phá. Lạc Huyền Thành sững sờ, sau đó lắc đầu. Thực sự, đột phá động hư cảnh rất là khó khăn. Vô số người đã kẹt ở cảnh giới này rồi. Muốn vượt qua mà nói, đúng là không dễ dàng. Nếu như không có động hư hổ lô, ta lại không thể nào dễ, dễ dàng thành công như vậy được. Không phải là hắn không tin tưởng đối phương, mà là thánh vực bát trọng động hư cảnh, dính dáng tới đại đạo. Thực sự là khó. Vô số danh sư cửu tinh chỉ điểm cũng lại làm không ra được. Chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của chính mình. Huống chi, người chỉ là một tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh đỉnh phong, Vậy dù sao thì cũng khó Không ngại thử một chút đi Trương Huyền nói Đổi lại lại trước kia Chưa xem qua bí tịch thánh vực bát trọng Dù rằng thư viện đưa ra những chỗ thiếu hụt Cũng lại không biết phải làm sao có thể sửa được Không thể nào chỉ điểm cho người khác Nhưng bây giờ lĩnh ngộ không gian đã tới Diễn không thiên thư đệ tam trọng Càng là luyện hóa động hư hồ lô cùng với dây leo Đối với loại lực lượng thánh vực bát trọng mới có thể nắm giữ đó Đã có thể hiểu rõ được nhất định Lại mượn nhờ thư viện đưa ra những chỗ thiếu hụt Có lẽ thực sự có thể để cho hắn đột phá xung kích cấp bậc cao hơn. Thử sao? Ta đã thế này rồi, làm sao có thể thử được nữa? Lạc Huyền Thanh lại cười khổ. Mới vừa rồi, vừa mới kích hoạt ra huyết mạch xong, thân thể hư nhược không có bằng một người bình thường. Đừng có mà nói là xung kích cảnh giới, có đi lại cũng khó khăn. Được, vậy ta sẽ nghĩ ra phương pháp giúp người loại bỏ ảnh hưởng do kích hoạt huyết mạch mang tới. Tinh thần trở lại thức hại, trương Huyền cẩn thận quan sát thư tịch vừa rồi thấy, thời điểm mấy người này chiến đấu với hồ lô hình thành thư tịch nhưng không phải là cố ý theo dõi đối phương mà là nghiên cứu tình huống thánh nhân quý tộc sau khi kích hoạt huyết mạch một chút vì về sau khi đi trường gia cướp cô dâu thì trước thời hạn người phải làm ra sự chuẩn bị kích hoạt ra huyết mạch tương đương với việc hao tổn tinh khí thần một khi mà sử dụng rồi thân thể sẽ nằm ở bên trong một cảnh giới vô cùng thiếu thốn không cách nào có thể vận dụng được lực lượng cưỡng ép sử dụng nó không những không thể nào phát huy ra được sức chiến đấu mạnh nhất mà còn có thể để cho tu vi thụt lùi nhiều năm tu luyện sẽ thất bại trong gàng tấc nhìn thấy ghi chép trên thư tịch trương huyền nhíu mày tiềm lực nguyên khí cùng với tình lực của một người là có hạn độ kích hoạt ra huyết mạch tương đương với trước thời hạn tiêu hao nó không có thời gian tích tụ muốn khôi phục lại gần như không có khả năng thiên đạo chân khí lại có khả năng chữa trị thương thế phá tan kinh mạch tắc nghẽn khôi phục lại tinh khí thần bị thương đối với kích hoạt ra huyết mạch lại là có hiệu quả này hay không trong lòng trương huyền lại đột nhiên động một cái hắn tu luyện chân khí tinh thuần đến cực điểm lại có thể tùy tiện đi vào bên trong kinh mạch và tế bào của người khác để chữa trị địa phương bị hao tổn kích hoạt ra huyết mạch này thoạt nhìn thì không bình thường nhưng mà trên bản chất cũng là tiêu hao bản nguyên có lẽ cũng có một chút hữu dụng nghĩ tới đây trương huyền nhìn qua lạc huynh ta nghĩ tới một phương pháp có lẽ lại có thể để cho người bây giờ suy yếu mau chóng khôi phục lại. Ồ, oh, đó là phương pháp gì? Kẻ trước mắt này, một đường tới đây mang tới kỳ tích thực sự là quá nhiều. Mặc dù lại cảm thấy khôi phục mau chóng đúng là không có khả năng lắm, nhưng mà Lạc Huyền Thành vẫn nhìn qua. Thực sự có loại phương pháp đó, thánh nhân quý tộc đã sớm sử dụng từ lâu. Không đến mức độ ai lại cũng bó tay bó chân toàn tập như vậy. Đơn giản thôi. Cổ tay khẽ đảo Trường Huyền lấy ra một cái bình Đưa tới Rất bình tĩnh nói Người uống bình rượu này đi Người nói gì Uống rượu Thế mà còn tưởng rằng nghĩ ra biện pháp gì hay ho Kết quả lại là cái này sao Là Huyền Thành lại nhịn không được nhíu mày Khoan đã Lúc này lực lượng của Lạc Huyền Thành đã tiêu hao hết Nguyên khí cũng tổn hao rất nhiều Động lại cũng không thể nào động được Bây giờ uống rượu thương thân Ta vẫn lại cảm thấy hay là thôi đi Bích Hồng Âm ngăn cản Đã ngồi dưới đất không đứng lên được Bây giờ lại còn để cho người ta nốc rượu nữa Không phải là người rất nghiêm túc sao Nếu như mà Trường Sư quả thực lại muốn uống Vậy ta sẽ uống cùng với người Viện Hiểu lại tiến về phía trước một bước Không Ta đang giúp hắn nghĩ ra biện pháp Khôi phục lại thương thế do kích hoạt huyết mạch mang tới mà Lắc đầu Trương Huyền lại nhìn chằm chặp vào Lạc Huyền Thanh nếu như mà lạc khuyên tin tưởng ta, lại có thể thử một chút đi. một khi thành công, ta có thể nghĩ ra biện pháp để cho ngươi ngày hôm nay đột phá đến thánh vực bát trọng. nhưng nếu như thất bại rồi, nhiều nhất một vò rượu mà thôi. đối với thân thể của ngươi, đâu phải là có ảnh hưởng gì quá lớn. được rồi, vậy ta sẽ thử. dừng lại một chút, thấy đối phương vẫn kiên trì, lạc Huỳnh thanh nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhận lấy vò rượu, ngửa đầu uống cạn dựa vào bên trong cổ họng lại cảm giác chua chua cay cay nồng lên là huyền thanh đang cảm thấy thanh niên trước mắt có một chút mơ hồ đột nhiên con người lại co rút thân thể không tự chủ được run rẩy rượu rượu này rượu này có vấn đề người trương huyền người hạ độc hắn sao khuôn mặt viên hiểu lại trầm xuống khi tức trên người tăng vọt hết chương hết tập ba trăm linh năm mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MC Annie audio tiên hiệp.